Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thuận An vừa tổ chức chương trình Triệu phần quà san sẻ yêu thương, ngày hội 5.000 đồng tại công viên Bình Nhâm. Chương trình ngày hội 5.000 đồng được bày bán gian hàng quần áo với nhiều sản phẩm quần áo đa dạng như áo dài, áo bà ba, đầm, váy dạ hội, áo sơ mi cùng các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu. Theo đó, khi tham gia chương trình ngày hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thuận An đã cấp phát 1.635 phiếu mua hàng bằng giấy tương ứng số tiền 5.000 đồng dành cho cán bộ hội viên chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, cận nghèo, thanh niên công nhân, người lao động gặp khó khăn trên địa bàn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình ngày hội 5.000 đồng trị giá hơn 10 triệu đồng từ nguồn vận động các nhà hảo tâm, các đơn vị thiện nguyện ủng hộ, quyên góp. Đây là hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua Phụ nữ Thuận An ứng xử văn minh, sống nghĩa tình. Qua đó giúp chị em phụ nữ, thanh niên công nhân, người lao động nghèo có thể đến mua sắm thuận tiện, tiết kiệm được chi phí trong gia đình, có thêm điều kiện đón năm mới Xuân Giáp Thìn 2024.